sáng nay tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia long trọng tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ cho gần 300 nghiên cứu sinh, học viên tốt nghiệp năm 2024. Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Nội vụ, là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước. Tại lễ bế giảng năm nay, Học viện công nhận học vị và trao bằng đến 17 tân tiến sĩ quản lý công và 266 tân thạc sĩ thuộc các ngành quản lý công, tài chính ngân hàng, luật hiến pháp và luật hành chính, quản lý kinh tế, chính sách công. Học viện luôn lấy nguyên tắc phát triển năng lực của người làm thước đo, lấy chất lượng đào tạo làm mục tiêu phấn đấu. Đến nay, Học viện cũng đã đào tạo khoảng 70.000 cử nhân hành chính, hàng nghìn thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ, góp phần cung cấp số lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng cao về khoa học hành chính và quản lý nhà nước cho đất nước.